Còn cái nano đông trùng hạ thảo ba bổ thì uống hầu như là uống 2 năm nay rồi, cứ uống suốt. Dạ, bác cứ nói đều để nó giữ sức khỏe cho bác tốt tiện. Thế mà uống cái đấy rồi, không phải là uống một cái đấy, nhưng mà đa số là ăn uống theo chế độ dinh dưỡng rồi thì tập luyện rồi thì đầy đủ. Tác dụng nó sẽ rất tốt với vâng, hôm nay chứng kiến các sách em giới thiệu mới là các bác việc là một chiếc nó tăng cường các chức năng về gan thận cho bác. LT khi chức năng mình đào thải nó tốt thì cơ thể mình sẽ khỏe mạnh và sẽ trẻ khỏe ra. Chẳng anh trai. Và đông trùng có một cái tác dụng nữa đó là đẹp, tiêu diệt các gốc tự do trong cơ thể. Trước này thì nó gây em rất là thích bởi vì với cái cơ cấu hoạt động của em nó rất là bác cùng người thầy Đình đã chia sẻ với chương trình ạ. Từ cái ví dụ của bác có thể thấy và rằng là cái tác dụng của nano đông trùng hạ thảo rất tốt đối với sức khỏe. Trong những món em, bên cạnh em việc uống đều đặn nano đông trùng hạ thảo kết hợp với luyện tập thể thao và chế độ dinh dưỡng khác thì bác Quỳnh đã có một cái sức khỏe rất là tuyệt vời đấy ạ. Chúc bác thật nhiều sức khỏe. Vâng ạ, rất cảm ơn bác ạ. Và tôi xin nhắc lại là hiện nay thì nano đông trùng hạ thảo có rất nhiều những cái chương trình. Chàng thưa xanh em lên chào anh, vì bằng ơn thì kính bóng hoa cà. Mà hồi xưa anh thường hằng mơ ước, ngày hương hôn anh kính hoa để tặng em. Có thể làm rất tốt, những chiếc đẹp này rất nhiều mà. Trải anh con đường tình năm cũ, đường tình ơi ta với ta một mình thôi. Miền Bắc mong căng dù núi xa mong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.